Em ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên đơn gửi đi cho anh em khách hàng. Em cảm ơn các bác anh em đã lựa chọn những thiết bị âm thanh và sản phẩm bên cả cùng audio. Và hiện tại thì bên em đã đóng hàng xong để phục vụ anh em trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiện đây thì em xin giới thiệu lại một lần nữa với những cặp chân loa hiện tại thì đang rất là hot tại cửa hàng cùng audio. Đó là cặp chân loa sắt và inox, bên em đang có hai phiên bản để anh em lựa chọn. Ở đây trên video ngày hôm nay đó chính là cặp chân loa sắt với chiều cao từ 1m3 cho đến 1m6 anh em nhé. Nếu như các bác mình em đang cần những cặp chân loa như thế này, thứ nhất là để loa chuyên nghiệp, thứ hai là tiết kiệm diện tích phòng hoa gia đình, và thứ ba nữa là anh em có thể để với những cặp loa cỡ lớn thì chúng ta hãy sử dụng cho em những cặp chân loa sắt hoặc inox bên cửa hàng Tùng Audio. Xin giới thiệu cho anh em cặp chân loa cao nhất bên Tùng Audio đang bán bằng chất liệu sắt, đó chính là 1m6 anh em ạ. Anh em hoàn toàn có thể kéo lên cao nhất được 1m6 nhé. Ngoài ra anh em có thể để xuống thấp nhất là khoảng tầm 80 cho đến 100. Đấy, để các bác anh em có thể để những cặp loa từ bát 20 cho đến bát 40 full. Và anh em nhìn xem rất là chắc chắn đúng không ạ? Có phần giá bên trên bằng nhựa cứng cho anh em. Chúng ta hoàn toàn có để loa đứng này, để loa nằm, bắt vít vào đây là chúng ta có thể để rất là chất lượng rồi, chắc chắn cho anh em, bền bỉ đúng không ạ? Và mẫu sản phẩm này bên em ấy thì hiện tại thì đang có hai mẫu, đó là phân chân loa sắt mét 6 này và chân loa sắt mét 3 để cho các bạn em lựa chọn. Chân sắt mét 3 thì hiện tại bên em đang có phân khúc cao nhất là được 1m3 anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể để loa từ bát 20 cho đến bát 40, có phần xoáy đại để cố định này, có phần giá bằng nhựa cứng cho anh em này, được chưa? Và bên em thì có thêm chân loa inox để qua mình em có thể lựa chọn nhé. Và anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio thì báo giá luôn ở trên video ngày hôm nay. Với cặp chân loa sắt 1m6 bên em hiện tại đang bán là 460.000 đồng, 1m6 là 460.000 đồng này, 1m3 là 400.000 đồng, bao ship toàn quốc cho qua anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu với những cặp chân loa sắt hoặc inox liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio để đặt hàng ngay với bộ chân loa sắt và inox bên Tùng Audio rất là vững chắc, cũng như là chúng ta sử dụng vừa chuyên nghiệp và vừa tiết kiệm hiệu quả cái diện tích chúng ta để loa phòng hoa gia đình. Và video em Tùng xin dừng lại tại đây. Tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhá. Xin chào.